Rồi hello anh em. Mới lên được mới chim tơi. Máy không à? À này máy con này đi. Này con số 1 nha anh em. Này con máy nè. Giá học sinh sinh viên cho anh em chơi luôn nha. Này máy. Nói chung con nào cũng có bài hết anh em. Chim này mình lên chưa lựa luôn á nha anh em. Con này kèm nè. Con này cũng có kèm nè. Hình như con nào cũng có kèm á. Máy số 1 nha. 1 triệu nha. Đó. Con thứ hai nè anh em nhớ là có hai con này cũng 1 triệu luôn nha anh em. Con này đẹp, con này cũng hơi lớn con xíu nè. Chung con nào có bài mình chưa có lựa nha, thoải mái nhiều quá không có lựa. Con thứ tư nha anh em. Ủa con thứ ba chứ, con thứ ba nè. Con này kèm khá khá nè, con này cà lâm nữa, máy thổ luôn. Con này nó có hơi xong nó lên lòng hơi mới ngửa ngửa nha anh em. Con này 1 triệu luôn nha. Con thứ ba nha, anh em nào cần cứ alo. Bữa anh em hỏi nhiều quá. Này con thứ tư nha. Máy. Thứ tư. Đồng giá luôn anh em, 1 triệu nha anh em. Ưng bắt. Nói chung chim này chim nhà nổ anh em ơi. Con thứ năm này nè, con này hên xui nha, con này chưa không? Chưa biết chống máy, con này tướng bá thì bự luôn nè. Unu. Con này hên xui anh em, bán hên xui nha, con này không biết chống máy, con này 1,5 triệu nha anh em. À, báo giá anh em alo nha. 5 con. Con thứ năm nha. Con cuối cùng hiện 1,5 triệu, mấy anh kia là đồng giá anh em. Con này là mấy anh chim đang hi mới lên em thử nghiệm này, chống máy mới thử cho nó mau chơi không cho nó biết chơi gần sao quá nè. Con mấy con này bán rồi nha anh em, này chống rồi bán rồi rồi anh em nào cần alo em nha.